Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau gần 2 tháng trì hoãn vì đại dịch COVID-19, hai kỳ họp thường niên quan trọng nhất của Trung Quốc gồm Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, tức Chính hiệp, và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Nhân đại, tức Quốc hội, đã diễn ra trong tuần vừa qua tại thủ đô Bắc Kinh. Kỳ họp lưỡng hội năm nay được nhận định là một kỳ họp thực chất, xác định rõ các khó khăn cũng như thách thức ở trong nước và môi trường bên ngoài của Trung Quốc, đồng thời thông qua nhiều nghị trình quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao của nước này. Và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ nỗ lực làm rõ những thách thức, mục tiêu, chiến lược của Trung Quốc trong thời gian tới với sự phân tích của hai vị khách mời là những chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc hàng đầu tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vinh Quang, cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế, nguyên là vụ trưởng vụ Trung Quốc Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại Trung ương. Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến đáng chú ý của kỳ họp lưỡng hội tại Trung Quốc. Kỳ họp toàn thể thường niên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc vừa diễn ra sau khoảng 2 tháng tạm hoãn do dịch COVID-19. Được gọi tắt là lưỡng hội. Hai kỳ họp được rút ngắn thời gian làm việc. Các đại biểu đeo khẩu trang, số lượng phóng viên có mặt và đưa tin cũng bị yêu cầu hạn chế để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Các đại biểu cũng đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân của đại dịch COVID-19. Không chỉ đặc biệt trong cách thức tổ chức, diễn biến của kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Báo cáo do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày khẳng định nước này đã đạt được thành quả chiến lược quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng phải đối mặt với những rủi ro, thách thức chưa từng có. Năm 2020 là năm đầu tiên Trung Quốc không đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế bằng con số cụ thể. Nguyên nhân được đưa ra là do những diễn biến khó đoán của đại dịch COVID-19, cũng như sự bất ổn của kinh tế toàn cầu. Trung Quốc cũng giảm chỉ tiêu số việc làm được tạo ra và điều chỉnh tăng lên ở các chỉ số như bội chi ngân sách, chỉ số giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp. Trong ngày làm việc hôm 28 tháng 5, Quốc hội Trung Quốc đã quyết định thông qua nghị quyết về luật an ninh Hồng Kông. Bên cạnh đó, nhiều bộ luật liên quan đến an ninh sinh học, y tế công cộng, bộ phát điển dân sự đầu tiên của Trung Quốc cũng được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, ông nhìn nhận ra sao về bối cảnh diễn ra kỳ họp lưỡng hội tại Trung Quốc? Thì năm 2020, Trung Quốc bước vào cái thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, là cái năm quan trọng trong thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, nghĩa là xây dựng thành công toàn diện xã hội Gaza. Tuy nhiên, đối mặt với chiến tranh thương mại và đại dịch Covid thì Trung Quốc đối mặt với những thách thức về mặt y tế, kinh tế và quan hệ quốc tế. Về mặt y tế đó, thì thấy là cái đại dịch Covid thì thấy là đây bùng phát và lây lan rất nhanh và cũng phức tạp. Ngay cả đội ngũ y bác sĩ cũng lây nhiễm, rất nhiều thành phố bị phong tỏa, nhiều nơi tiến hành giãn cách xã hội. Thì đến tháng 5 thì Trung Quốc đã cơ bản khống chế. Tuy nhiên hiện nay thì cũng đang phòng chống dịch tái phát và cũng chưa có vaccine. Về kinh tế thì từ năm ngoái đó chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là cái đại dịch Covid này thì có thể thấy là quý 1 năm nay thì kinh tế Trung Quốc suy giảm âm 6,8%. Thì các cái chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng bị đình trệ, bị đứt gãy. Tiếp theo là đối với quan hệ quốc tế thì đối với đại dịch Covid như thế thì nhiều nước yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên Trung Quốc thì cho rằng đó là bôi nhọ. Và đặc biệt là cái căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang. Trong cái bối cảnh đó thì lưỡng hội họp và phải đưa ra các cái chủ trương giải pháp để giải quyết các cái thách thức nêu trên. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường. Và thưa ông Nguyễn Vinh Quang ạ, năm 2020 cũng là một năm rất đặc biệt bởi vì đây là năm cuối cùng trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 lần thứ 13 của Trung Quốc.
Vậy thì nhìn lại một năm 2019, một năm bản lề, thì Trung Quốc đã làm được những điều gì trong năm vừa qua? Cái năm 2019 nó quan trọng ở chỗ là nó có những cái cố gắng của năm 2019 nó sẽ tạo nền tảng cho cái năm 2020, tức là năm cuối cùng của việc thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ nhất xây dựng một cách thành công toàn diện xã hội khá giả. Cái này rất quan trọng. Năm 2019 quan trọng như vậy. Cũng là cái năm cuối cùng của cái quy hoạch 5 năm lần thứ 13. Cho nên là Trung Quốc phải cố. Thì cái cố gắng của Trung Quốc của năm 2019 mà theo như báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường thì tôi thấy là cũng đạt được những cái thành tựu rất là khả quan. Ví dụ như là tôi lấy một con số ví dụ như là Trung Quốc năm 2018 thì đặt cho đầu năm 2019 thì đặt một cái chỉ tiêu là giải quyết 11 triệu việc làm. Thì trên thực tế năm vừa rồi họ đã giải quyết được 13,5 triệu việc làm. Cái này không đơn giản đâu. Giải quyết việc làm đối với Trung Quốc hàng triệu việc làm thì không đơn giản tí nào. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ thất nghiệp điều tra ấy, thì người ta đặt ra một cái chỉ tiêu là 5,5%, thì năm vừa rồi là thực hiện được 5,3%. Tôi thấy ấn tượng nhất là giải quyết vấn đề thoát nghèo của Trung Quốc. Trung Quốc coi thoát nghèo là một cuộc chiến lớn trong ba cái cuộc chiến mà Trung Quốc đặt ra từ nay cho đến ngay 2021. Đấy là cuộc chiến chống rủi ro, cuộc chiến chống ô nhiễm và cuộc chiến thoát nghèo. Đấy. Thế thì cuộc chiến thoát nghèo cái năm vừa rồi là giải quyết được bao nhiêu? Được cho là 11,09 triệu người thoát nghèo và giảm một cách rất là nhanh cái tỷ lệ nghèo của Trung Quốc từ 1,6-1,7% xuống bây giờ còn 0,6%. Tôi nghĩ rằng đây là những cố gắng rất lớn của Trung Quốc mà rất ấn tượng đối với thế giới. Nếu mà đầu năm 2020 mà không có cái tình trạng như ta vừa mô tả thì có lẽ là con số này có tiếp tục tăng. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã không đề ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020. Vì sao lại có cái quyết định như vậy? Có lẽ do nhiều nhân tố bất định. Thì ngay bản thân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong báo cáo công tác chính phủ thì cũng nhấn mạnh rằng là cái thách thức rủi ro đối với Trung Quốc là chưa từng có và có thể còn tiếp diễn. Chính vì vậy chính phủ Trung Quốc không nêu ra cái mục tiêu cụ thể cho tăng mức tăng trưởng của GDP mà tập trung vào các cái mục tiêu về kinh tế, trong đó là nêu ra về từ 6 ổn định cho đến 6 bảo đảm, tức là ổn định bảo đảm về việc làm, thu nhập, dân sinh, bảo đảm ổn định về thị trường, sản xuất, các cái chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bảo đảm về cơ sở, nhưng mà tiêu chung lại là bảo đảm ổn định xã hội. Trong cái trả lời phỏng vấn sau kỳ họp thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục nhấn mạnh ba cái bảo đảm, ba ổn định, tức là vẫn là ổn định về việc làm, dân sinh và thị trường, sử dụng một số cái gói hỗ trợ và kích thích, giảm thuế phí, tiếp tục tiến hành cái mục tiêu xóa nghèo. Đây là những cái mục tiêu như thế. Vâng, cảm ơn thầy sĩ Nguyễn Xuân Cường và thưa ông Nguyễn Vinh Quang ạ. Có thể nói là đại dịch COVID-19 là một thách thức toàn cầu và Trung Quốc thì cũng không đứng bên lề cuộc chiến với đại dịch này. Vậy thì theo quan điểm của cá nhân ông, liệu rằng sau đại dịch COVID-19 này, cái mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc có điểm gì thay đổi hay không? Nếu mà nói mô hình phát triển của một quốc gia, mà một nước lớn như Trung Quốc mà qua một cái nạn này đã thay đổi thì có lẽ là không. Tôi không bao giờ khẳng định là Trung Quốc sẽ thay đổi mô hình qua một cái sự kiện này. Nhưng Trung Quốc phải thay đổi phương thức phát triển. Tức là phải có một sự điều chỉnh hợp lý cái phương thức phát triển. Bởi vì là nếu nói mô hình phát triển của Trung Quốc thì nó hình thành giữa trong thời kỳ cải cách mở cửa. Thì đến bây giờ và Đại hội 19 đã khẳng định cái mô hình đấy rồi. Thế nhưng cái phương thức phát triển của Trung Quốc nếu nói thì là xưa nay thì Trung Quốc ban đầu thì Trung Quốc dựa vào hai trụ cột chính là xuất khẩu và đầu tư để phát triển. Sau đó thì Trung Quốc đã điều chỉnh lại là lấy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Tại sao lại phải điều chỉnh như vậy? Thì có mấy lý do này. Lý do thứ nhất là có lẽ là kinh tế toàn cầu là có khả năng năm nay sẽ suy thoái nghiêm trọng. Đấy là một cái điều kiện mà làm cho xuất khẩu của Trung Quốc sẽ khó khăn. Cái điều kiện thứ hai là thực tế cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ chưa kết thúc. Chưa kết thúc mà thậm chí là tôi sợ là còn gay gắt ấy. Cho nên cũng ảnh hưởng xuất khẩu. Đấy, thì đấy là những lý do mà Trung Quốc có thể là không thể ngồi mà chờ cái xuất khẩu để mà phát triển được nữa. Bên trong thì chúng ta phải thấy rằng Trung Quốc có một ưu thế rất lớn là dân đông. Tức là cái thị trường Trung Quốc là thị trường rất lớn. Thì cho đến phút này phải nói rằng họ vẫn chưa phát huy hết cái tiềm năng của thị trường Trung Quốc, 1,4 tỷ dân.
Thì bây giờ là cái lúc mà người ta cần phải làm như thế. Và một lý do nữa để có thể phát huy được vai trò thị trường nội địa là có sự dịch chuyển về chuỗi cung ứng của thế giới vào sau cái nạn dịch. Tôi thấy là để ngăn chặn cái việc mà cái sự di chuyển của các cái nguồn cung ứng từ trong nước đi ra bên ngoài của Trung Quốc, thì Trung Quốc phải buộc phải giữ chân lại bằng cách là gì? Bằng cách là phát huy cái vai trò của thị trường trong nước nữa. Còn một biện pháp thứ hai nữa là biện pháp đầu tư. Đầu tư thì xưa nay vẫn phải đầu tư, nhưng mà lần này cái đầu tư tôi thấy khủng khiếp quá. Tôi nói ví dụ như là cái con số mà Trung Quốc đưa ra để cho việc đầu tư cứu vãn cái nền kinh tế là con số rất lớn. Ví dụ như là con số chấp nhận cái bội chi 3,6%. Lần đầu tiên kể từ năm 2007-2008 nó có khủng hoảng kinh tế thế giới, Trung Quốc mới vượt quá con số 3%, mà lúc đó cũng chưa đến 3%, chỉ 2,8%, tăng hơn năm ngoái khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra Trung Quốc lại phải phát hành cái quốc trái nữa, tức là cái trái phiếu khoảng 1.000 tỷ nữa, là vì 2.000 tỷ. 2.000 tỷ này là cung cấp cho địa phương, để địa phương giải quyết các vấn đề mà chúng ta vừa nói. Rồi thì lại còn tăng thêm một cái lượng đầu tư nữa bằng cái cổ phiếu đặc biệt, là cái số thâm hụt và của lấy trong dân và của chính phủ bỏ ra để đầu tư cho việc phát triển, cho ổn định cái phát triển và ổn định cái dân sinh là rất là lớn. Thì tôi coi đấy là những cái cách mà tình thế, cái biện pháp tình thế là điều chỉnh phương thức phát triển. Thì ta không gọi là thay đổi cái mô hình phát triển, nhưng mà điều chỉnh phương thức phát triển là như vậy. Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, tại kỳ họp Quốc hội năm nay thì lần đầu tiên bộ pháp điển dân sự đầu tiên của Trung Quốc đã được xem xét và thông qua tại kỳ họp này. Vậy thì cụ thể bộ luật này là gì, cũng như là nó có ý nghĩa ra sao đối với Trung Quốc thưa ông? Vâng. Thì tại kỳ họp Quốc hội lần này thì Trung Quốc xem xét và thông qua gọi là bộ pháp điển dân sự. Thì lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng cái từ pháp điển, thì cho thấy đây là cái bộ luật có tính kinh điển, khuôn mẫu và hệ thống hóa về các cái quyền của công dân. Thì cái bộ pháp điển dân sự này thì gồm 7 chương và 1.260 điều quy phạm và phán xử các cái quyền quan trọng nhất, các cái quan hệ lớn trong xã hội. Ví dụ như là các cái quyền về tài sản, nhà đất, quyền đối với vật chất, quyền riêng tư, quyền giữ thông tin cá nhân, quyền không bị xâm phạm, về thừa kế, hôn nhân, hợp đồng, vân vân. Thì bộ pháp điển đây là cái bước quan trọng trong việc hoàn thiện cái hệ thống pháp luật ở Trung Quốc, có cái vai trò quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp trị ở Trung Quốc. Và bộ pháp điển nó là hệ thống hóa cái lập pháp dân sự và đồng bộ hóa các cái quy phạm pháp luật. Nhiều người thì cho rằng thì đây là cái bộ bách khoa toàn thư về đời sống xã hội Trung Quốc và về các cái quyền của công dân. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường và thưa ông Nguyễn Vinh Quang ạ. Cũng tại kỳ họp Quốc hội năm nay thì Quốc hội Trung Quốc cũng đã thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Kông. Vậy thì theo ông tại sao Trung Quốc nay lại đưa ra cái luật này? Trung Quốc đưa ra cái luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Tôi thấy đây là một cái quyết định rất là khó khăn của Trung Quốc, nhưng mà cuối cùng người ta đã kiên quyết người ta làm. Thì muốn hiểu lý do tại sao thì có lẽ ta nhìn lại quá khứ Hồng Kông một tí. Những năm vừa rồi và đặc biệt là năm 2019, tình hình Hồng Kông rất là lộn xộn. Các cái phong trào đấu tranh gọi là phong trào dân chủ, đòi chống lại cái luật dẫn độ của chính quyền Hồng Kông. Rồi thì một số cái hoạt động của cái lực lượng chống đối ở đó thì phải nói là làm cho Hồng Kông ta cảm thấy là hiện tượng gọi là hiện tượng bạo loạn. Mà hiện tượng bạo loạn ở Hồng Kông thì ảnh hưởng đến uy tín của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cái an ninh của Trung Quốc và cũng là lý do để các nước ngoài can thiệp vào. Trước cái tình cảnh như thế nhưng chính quyền Trung ương không có biện pháp gì cả. Tại sao lại người ta không có biện pháp gì? Bởi vì là ta nên nhớ là Hồng Kông là thuộc vào một cái khu hành chính đặc biệt mà Trung Quốc gọi là một nước hai chế độ. Thì cái này đã cam kết ở trong cái luật cơ bản Hồng Kông và cam kết ở trong cái tuyên bố chung Trung Quốc và Anh năm 1984. Là từ năm 1997 thì Hồng Kông thực hiện cái chế độ như vậy và mọi cái quyền là giao cho Hồng Kông cả, trừ cái quốc phòng và ngoại giao là của chính quyền trung ương quản lý, còn tất cả là Hồng Kông tự chủ. Thì lần này đưa ra quyết định như thế này là có thể Trung ương sẽ can thiệp vào những vấn đề mà Trung Quốc gọi đó là đe dọa an ninh. Bốn cái chính: một là chống lật đổ, hai là chống ly khai, ba
là chống khủng bố và 4 là chống sự can thiệp của nước ngoài. Cái luật này thì Trung Quốc nói đây là công việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là Hồng Kông là của Trung Quốc, nhưng đây là công việc nội bộ của Trung Quốc. Nhưng nước ngoài người ta không nghĩ như thế. Nước ngoài người ta coi đây là một cái việc Trung Quốc vi phạm cái những cái tuyên bố với Anh này, rồi vi phạm lấy luật cơ bản này, và cam kết với người dân Hồng Kông là họ được tự do, thì bây giờ là Trung ương có thể can thiệp vào. Thì cái này là 2-3 hôm nay thì bên Trung Quốc người ta đã giải thích rất kỹ rồi, tôi không nói thêm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi Trung Quốc đưa ra một cái việc này thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ chịu một cái thách thức mới từ cái sức ép bên ngoài về vấn đề Hồng Kông, về vấn đề Hồng Kông. Thì bây giờ là người ta đang cãi nhau là bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà dù sao thì đây là vấn đề mới nổi lên. Đấy. Và sẽ có lý do làm cho tình hình quan hệ Trung Mỹ căng thẳng thêm. Và tôi sợ rằng là cả Trung và Anh, bởi vì Anh có liên quan đến chuyện Hồng Kông đã cam kết trước đây. Vâng, vừa rồi thì ông Nguyễn Vinh Quang cũng đã nhắc đến những cái thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Và chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn về những cái thách thức này trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong số những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt thì cạnh tranh Hoa Kỳ-Trung Quốc là một thách thức không nhỏ. Thậm chí là có người còn đề cập đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai cường quốc. Và trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 29 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc đã rút ruột nền công nghiệp Hoa Kỳ, do thám để lấy cắp bí mật công nghiệp và đe dọa tự do hàng hải ở Thái Bình Dương. Ông Trump cũng cho biết đang chỉ đạo chính phủ kết thúc những quy chế đặc biệt mà đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đang được hưởng, đồng thời xây dựng những hạn chế mới cho khu vực này do Trung Quốc mới thông qua nghị quyết về dự luật an ninh Hồng Kông. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc là quốc gia phải chịu trách nhiệm chính cho sự lây lan của dịch bệnh. Người đứng đầu Nhà Trắng liên tục kêu gọi mở các cuộc điều tra nhằm vào Trung Quốc. Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo thường niên được tổ chức trong thời gian Lưỡng hội Trung Quốc nhóm họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định Washington dường như bị nhiễm virus chính trị nhằm công kích Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh luôn sẵn sàng cho một nỗ lực quốc tế để truy tìm nguồn gốc của virus này. Bộ trưởng Vương Nghị đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh hợp tác để đối phó với dịch bệnh. Về vấn đề Hồng Kông, ông Vương Nghị cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, là chức năng của chính quyền trung ương Trung Quốc, là việc làm cấp bách nhằm đối phó những đe dọa đối với nguyên tắc một đất nước, hai chế độ và không ảnh hưởng đến sự tự trị cao độ của Hồng Kông. Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng tuyên bố cấm bất cứ nhà sản xuất chip nào sử dụng thiết bị hoặc kỹ thuật của Hoa Kỳ cung cấp hàng hóa cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc khi chưa được Washington cho phép. Lệnh cấm được nhận định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Huawei. Trên lĩnh vực tài chính, các quan chức của Nhà Trắng đã thảo luận và để ngỏ khả năng yêu cầu Trung Quốc xóa khoản nợ 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ để bồi thường thiệt hại do COVID-19 gây ra. Hoa Kỳ cũng tiếp tục đánh thuế lên các mặt hàng của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi những doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hồng Kông trở về nước. Thưa ông Nguyễn Vinh Quang, có thể thấy là ngoài khủng hoảng COVID-19 đang làm tê liệt toàn bộ thế giới, thì Trung Quốc còn đang phải đối đầu với những áp lực mới từ phía chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Vậy thì những áp lực mới này cụ thể là gì thưa ông? Cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay là một cuộc cạnh tranh chiến lược rất là lớn, mà nó thể hiện ở trong cái cuộc chiến tranh thương mại của 2 năm vừa rồi. Đến bây giờ chiến tranh thương mại chưa kết thúc, người ta đã đạt được cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận giai đoạn 1. Bản thân cái thỏa thuận giai đoạn 1 mà thực hiện được thì đã là khó khăn rồi. Bây giờ lại lâm vào cái tình hình COVID-19 này nữa thì cái việc thực hiện càng khó khăn. Cái khó khăn này là của cả cho bên Mỹ, cả của cho bên Trung Quốc. Nhưng mà bên Mỹ thì người ta không có nhượng bộ. Tức là nếu như mà không thực hiện được như vậy thì Mỹ sẽ có lý do để mà gây căng thẳng thêm với Trung Quốc nữa. Và có thể là bị đổ vỡ. Đổ vỡ thì lại phải làm lại từ đầu. Rất là nguy hiểm. Cho nên là bây giờ đấy là cái sức ép về cái thỏa thuận với Mỹ lại căng hơn trước, là cái thứ nhất. Gần đây ta thấy là Mỹ lại đưa 33 công ty và tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen nữa. Cái thứ hai nữa là ta thấy những cái sai sót của Trung Quốc mà các nước mà đang lên án ấy, trong cái cuộc chống đại dịch ấy,
thì người ta nói rất là nhiều, và các nước đặc biệt là Mỹ đang đổ tội cho Trung Quốc và dùng cái lý do đó để cô lập Trung Quốc. Đấy là thách thức thứ hai. Thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế thương mại mà còn ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến ngoại giao, ảnh hưởng đến chính trị của Trung Quốc. Cái thách thức thứ ba nữa là bây giờ đấy, như ta vừa nhắc đến là cái luật Hồng Kông, tức là cái luật an ninh quốc gia Hồng Kông nó ra đời, thì lại thêm một cái lý do nữa để cho Mỹ và một số nước khác lại nhằm vào Trung Quốc để mà chống lại Trung Quốc. Cho nên tôi thấy là sơ bộ thì qua những cái hoạt động vừa rồi nhìn thấy là ba cái này là ba cái mới sau dịch đối với Trung Quốc. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Vinh Quang. Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, theo như quan điểm cá nhân của ông thì sắp tới đây đâu sẽ là những cái điểm nóng trong quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc? Vừa rồi tôi cũng nhất trí với nhận định của ông Nguyễn Vinh Quang, và về những điểm nóng thì cho rằng là cái căng thẳng hai nước sẽ có thể tiếp tục gia tăng. Những cái lĩnh vực nóng thì vẫn là tiếp tục là phòng chống Covid, công nghệ, tiền tệ, thương mại và các vấn đề về địa chính trị. Thì các cái điểm nóng thì tôi cho rằng vẫn là tiếp tục là hai bờ eo biển Đài Loan, Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, rồi là vấn đề Tân Cương, Hồng Kông. Tôi cho rằng là Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiếm lĩnh các cái điểm cao về công nghệ, rồi là kích hoạt các cái nhu cầu thị trường trong nước, chuyển dịch các cái mâu thuẫn và tích cực can dự vào cái quản trị toàn cầu. Và nhắc tới mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì giới phân tích thường hay nhắc đến cái bẫy Thucydides. Vậy thì thưa ông Nguyễn Vinh Quang, ông có nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc này sẽ tránh được cái bẫy trên hay không? Đúng là khi mà nói đến một quốc gia, một siêu cường hiện tại với lại một cường quốc đang vươn lên thì thường có những mâu thuẫn. Chuyện đấy cũng ta lịch sử đã chứng minh rồi, và đặc biệt là cái cuộc chiến tranh giữa Athens và Sparta cách đây hơn 2.000 năm thì đã dẫn đến một cuộc chiến là một mất một còn. Đấy, cuộc chiến một còn. Cho nên là bây giờ người ta nhìn cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ thì thấy có rất là nhiều điểm tương tự với cuộc chiến tranh Hy Lạp năm đó. Cho nên người ta nghĩ rằng là năm đó xa vào cái bẫy Thucydides thì năm nay có khi là Mỹ và Trung Quốc rồi đây cũng phải xa vào cái bẫy đấy. Nhưng mà theo tôi thì cá nhân tôi thì tôi chưa khẳng định, và thậm chí tôi nói là không có chuyện đó. Lý do thứ nhất là cái thế giới ngày nay không phải là thế giới của 2.000 năm trước. Đấy. Bây giờ là cái sự liên kết, cái sự chồng lấn về lợi ích giữa nước này nước khác nó rất là chặt chẽ, không dễ để xảy ra hai cường quốc trên thế giới đánh nhau để cho cả thế giới phải chết. Lý do thứ hai là nhìn lại, người ta đã nhìn lại 500 năm trở lại đây thì có được khoảng 16 lần cạnh tranh đối đầu giữa nước đứng đầu và nước vươn lên như thế, thì có 12 cuộc chiến, còn 4 cuộc là không có xảy ra chiến tranh, tức là không xa vào cái bẫy đấy. Như vậy có nghĩa là không phải 100% cứ trường hợp đã diễn ra thì đều có chiến tranh một mất một còn cả. Tuy nhiên là đối với tình hình như xem cái tình hình hiện nay thì như chúng ta vừa phân tích là cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lên đến điểm cao, lên cao điểm. Và đến một mức độ nào đó thì khó tránh khỏi là một cuộc chiến tranh lạnh mới mà chúng ta đã nhắc đến. Thì về vấn đề này thì hôm kia ông Vương Nghị ông ấy cũng có nói là Trung Quốc kiên quyết chống lại cái xu thế này, không để cho cái xu thế mà xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới như vậy cả. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà có một cuộc chiến tranh lạnh mới thì cũng không nhất thiết là phải dẫn đến một cuộc chiến tranh nóng. Thì cho nên là không có lý do mà nó có thể là xảy ra chiến tranh nóng. Nhưng những cuộc xung đột có thể là khó tránh khỏi. Những cuộc xung đột có tính chất cục bộ, có tính chất khu vực, hoặc là thậm chí có thể xảy ra các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Thì nhưng mà như vậy nếu mà xảy ra như tôi nói cũng không phải là một cái đã xa vào bẫy Thucydides. Đó là quan điểm của ông Nguyễn Minh Quang. Còn với tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường thì sao? Theo ông thì sắp tới đây mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được định hình và định danh ra sao? Theo tôi thì quan hệ hai nước vẫn là quan hệ của hai cường quốc, sẽ phát triển theo hướng là vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Thì thế giới sau Covid thì chắc chắn là cái trật tự thế giới và những cái vấn đề quản trị của toàn cầu sẽ đặt ra rất là lớn. Thì hiện nay thì quan hệ hai nước đang được dẫn dắt bởi, thứ nhất là ở Mỹ thì với chủ nghĩa Trump, còn ở Trung Quốc thì tư tưởng Tập Cận Bình. Cái quá trình cạnh tranh này theo tôi thì sẽ còn kéo dài đến giữa thế kỷ 21. Như vậy. Và hai nước hiện nay thì cạnh tranh có thể leo thang.
nhưng mà vẫn cần đến nhau và họ đang tìm một cái điểm cân bằng mới. Thưa ông Nguyễn Vinh Quang ạ, hồi thập kỷ 90 của thế kỷ trước thì khi mà bị phương Tây cô lập sau biến cố Thiên An Môn thì Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp châu biên. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà cạnh tranh chiến lược Trung Quốc-Hoa Kỳ thì sẽ tác động ra sao đến quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng? Những năm gần đây thì Trung Quốc đã coi trọng cái việc phát triển quan hệ với các nước châu biên rồi. Và khi mà ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo thì đã đưa ra cái chủ trương là thân thành huệ dung. Thế đấy là người ta đã coi trọng rồi. Nhưng mà vào những lúc như thế này thì tôi thấy là có lẽ Trung Quốc sẽ coi trọng hơn. Lý do là Trung Quốc phải tìm đường phát triển khi cả thế giới gặp khó khăn. Điều đây là chắc chắn, bởi vì thứ nhất là trong cái báo cáo vừa rồi của Thủ tướng Lý Khắc Cường thì có nói rất là nhấn mạnh rất là đậm về cái hợp tác với các nước trong khu vực. Ví dụ như là ông Lý Khắc Cường nói là sẽ thúc đẩy ký kết cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, tức là RCEP đấy. Và thúc đẩy đàm phán thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn. Và Trung Quốc sẽ dốc sức tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các nước, thực hiện cùng có lợi cùng thắng. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, ở đây thì người ta còn gọi là ASEAN cộng 6, tức là nước ASEAN với các nước, các đối tác lớn xung quanh. Thì là Trung Quốc rất coi trọng. Và trong cái phát biểu của ông Vương Nghị trong họp báo thì tôi cũng thấy là ông ấy nói rằng là riêng 6 tháng đầu năm nay là các nước ASEAN đứng lên, tức là quan hệ với Trung Quốc là đến cái vị trí thứ nhất trong thương mại, tức là thay thế các cái vị trí mà các cường quốc khác đã chiếm, tức là quý 1 vừa rồi là 140 tỷ đô la, tăng 6,1% trong cái thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN. Và Trung Quốc là sẽ luôn luôn coi ASEAN là một ưu tiên về ngoại giao láng giềng và hỗ trợ cái vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực ở Đông Á. Và hai bên sẽ tăng cường hợp tác để cùng có lợi và giải quyết những cái tổn thất do cái nạn dịch vừa rồi để lại. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc cũng muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN để lấy ASEAN làm bàn đạp để nối Trung Quốc với thế giới trong lúc khó khăn như thế này. Đấy. Thì tôi cho rằng là cái cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc đó, thì hiện nay nó đang áp sát xung quanh Trung Quốc, áp sát láng giềng Trung Quốc. Thì hai nước sẽ tìm cách chuyển dịch cái cơn mâu thuẫn này, lôi kéo lực lượng, và gia tăng sức ép và cũng tìm những cái điểm đột phá. Thì nó cũng gia tăng cả cái hợp tác nhưng mà đồng thời nó gia tăng cả cái cạnh tranh. Thì các nước láng giềng của Trung Quốc thì đối mặt với cái sức ép về an ninh và phát triển. Nếu mà cái cạnh tranh này nó quyết liệt thì đặt ra thách thức là phải chọn bên, phải chọn phe. Do đó là cũng đặt ra những cái vừa là hợp tác cũng như là phải trong những cái cạnh tranh làm thế nào để không gọi là kẹt chiến lược giữa hai cường quốc. Vâng, mà một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Vinh Quang và tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường đã đến tham gia chương trình Người Quan sát ngày hôm nay và giúp cho quý khán giả của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam được hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được cảm ơn hai ông rất là nhiều. Thưa quý khán giả và các đồng chí, kỳ họp lưỡng hội năm nay của Trung Quốc thì diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Do đó mà những kết quả của kỳ họp lần này thì chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới sự phát triển của Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Trung Quốc là một cường quốc có vai trò quan trọng tại khu vực và thế giới. Vì vậy mà việc nắm bắt, hiểu rõ các chính sách chuyển động của đất nước này là nhu cầu, là điều cần thiết đối với giới quan sát của mọi quốc gia, đặc biệt là các nước láng giềng. Và tới đây thì chương trình Người Quan sát tuần này xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.